Chào mọi người, chào đại gia đình trên kênh YouTube của Chánh nha. Thì đây là buổi sáng của Chánh, mới ngủ dậy luôn. Nhà cửa Tết nhất đến rồi cả nhà ơi, thì chưa có mình à. Giờ ở này mình chưa biết ăn Tết làm sao đây. Thì hôm nay Chánh có dự định là sẽ đi mua một bịch hoa, một ít trái cây rồi trang trí nhà cửa lại để đón xuân với người ta. Tại vì ở đâu thì ở chứ mình vẫn là người Việt Nam, mình vẫn ăn Tết, mình vẫn phải là theo cái truyền thống văn hóa của đất nước mình. Đó, sáng mới ngủ dậy thì cả nhà làm việc trên máy tính một chút xíu, rồi đánh đơn cho mấy cô dì chú bác, chuẩn bị đi gửi hàng luôn. Một sáng là Chánh là một công hai ba việc quá chi trời. Đó, rồi bây giờ 11 giờ mấy rồi, giờ mới có thời gian đi đi drop hàng xong. Chánh chạy qua bên chỗ cái chú làm thuế cho Chánh để nộp hết giấy tờ để cho chú khai thuế năm nay cho Chánh, ba mẹ và của công ty, rồi sẽ đi kiếm cái gì đó ăn. Thì không biết hôm nay ăn cái gì nè, sáng mắt trước mắt là làm gì chứ, phải uống một muỗng cau tỏi đó. Tại vì Chánh cũng ăn uống dầu mỡ không có kiên cử á, ăn uống không có healthy nên giờ mình phải chịu khó mình uống à nè. Uống xong muỗng là uống ra nước ấm lại, sáng nào cũng phải uống vậy đó, tập và chứ mới uống cũng được tuần cả nhà. Bây giờ đi đóng đơn thì đó, một ngày Chánh cứ chở cái thùng này đi ra ngoài bưu điện nè, công việc của Chánh nè, chở cái này đi ra bưu điện nè, đánh đơn nè, rồi quản lý khách hàng nè, rồi chăm sóc khách hàng đó. Rồi còn Chánh còn bán hàng trên Amazon, ba cái lặt vặt á, mình vậy thôi. Thì hôm nay giờ mình đi mua thêm, tính đi mua thêm mấy cậu bông cúc màu vàng á cho nó đẹp. Với lại thấy mấy bữa nay bên đây nè, bà con mình cũng có cái nụ tầm xuân á cả nhà. Ở Costco thấy, hay là ở Trader Joe á, trên thấy bán rẻ lắm mà thấy trang trí đẹp lắm. Cô Liễu cũng mua về trang trí ở nhà quá trời trời luôn. 4-5 đồng về một bó 10 cây á, mua mấy bó về cái cắm mang không khí Tết về. Thì cái series này là series trải nghiệm ăn Tết một mình của Chánh, thì cả nhà mình cũng ủng hộ Chánh nha, coi là cái ăn Tết một mình như thế nào, ăn như thế nào, vui không. Rồi cũng là năm đầu tiên Chánh đón Tết ở Cali, nói chung là ấm cúng hơn Chicago. Thì Chicago á thì mọi năm là Tết nó lạnh nên Chánh chỉ ở trong nhà bật sưởi lên rồi mở ca nhạc ăn cái gì đó rồi coi tivi rồi ngủ thôi. Thì năm nay hy vọng nó sẽ có cái gì đó vui hơn, chứ một mình gì nào cũng nhớ Ryan lắm, coi ngày nào cũng coi clip của Ryan hết trơn. Rồi cả nhà mình cùng hôm nay cùng đi với Chánh ha, đi lựa bông, lựa hoa, rồi lựa cắt kiếm cái dưa hấu rồi cả nhà trang trí. Rồi cả nhà mình ai mà ăn Tết ở Mỹ quen biết cái gì thì chỉ cho Chánh với, để cho Chánh mua về Chánh để, chứ Chánh cũng không có rành lắm nha cả nhà. Đó, nhiều anh chị em cô dì chú bác cũng kêu Chánh Chánh ơi review nhà. Thì nói chung là cái nhà này là nhà cũ, sửa lại để ở để cho nó có chỗ nó ăn chỗ ngủ với người ta thôi. Thì mình cũng cố gắng làm sạch sẽ tươm tất. Đó, mấy bữa đây ba mẹ về Chánh hơi bậy á, nó cũng đang đợi cái bàn thờ gửi ở Việt Nam qua. Đó, Chánh mua tivi nhỏ nhỏ. Rồi cái tủ rượu đây, phòng khách đó cả nhà. Rồi, đó. Có cũng đơn giản thôi. Rồi nhà bếp, thì nhà bếp là Chánh đang cũng còn sẽ làm. Mấy bữa nữa thì chú thợ vô sơn lại cái nhà bếp một lần nữa, những chấm này, những cái điểm mà chưa có hoàn thiện á. À, rồi đây là thuốc. Chính mới mua cái COVID test 19 nè cả nhà. Đó, bên này này hai mấy đô á. Mua mình để mình tự test rất nhanh ở nhà. Ở Việt Nam thì rẻ chứ bên này thì cũng không rẻ. Mà bưu điện nghe mấy bữa nay cho miễn phí á. Mà Chánh lên order thì người ta nói có ai dùng cái địa chỉ của mình lấy mất tiêu rồi, buồn hiu luôn. Đó, rồi coi nè, tủ lạnh nè. Của tủ lạnh của Chánh thì đồ ăn không có nhiều đâu nha, mẹ có kho cho nồi thịt. Đó, với lại ít bia. Đa số là nước thôi nha cả nhà. Chánh là chỉ có nước nhiều.
Đó. Đây. Rồi từ cả nhà ơi, đây là cái kệ mà đừng bắt đồ lặt vặt thì cũng còn chưa có xong. Bên này có cái gương. Đó, cả nhà thấy cái gương không? Hello. Rồi. Mình đi vô trong nhà. Đây là cái toilet nha cả nhà. Đó. Thì toilet có một cái bồn tắm đứng, cái bồn cầu với lại một cái này thôi. Thì đa số đồ này ba mình cũng làm theo cái kiểu của ba. À, phong cách của ba thì cả nhà cũng biết rồi. Phong cách ở gì cũng cũng vừa Á vừa Âu á, nên cũng không đôi lúc cũng hợp nhãn với người này mà không hợp nhãn với người kia. Thì đây, rồi còn cái phần phần sau nữa là hai cái phòng ngủ thôi. Không có gì nhiều. Đó, đây là sơ thôi nha cả nhà. Thì mà khi nào mà Chánh làm hoàn thiện hết, mà Chánh thấy nó đẹp thì Chánh sẽ review quay lại cả nhà coi một lần nữa ha. Đó, cả nhà ơi, thì Chánh đã tới cái siêu thị rồi, giờ Chánh vô Chánh kiếm bông đây. Chứ giờ ở đây cũng không biết đi đâu nữa. Chạy San Jose thì ngày mai Chánh mới đi mua mấy cái đồ để dán thôi. Dán chúc mừng năm mới á cả nhà. Đây, giờ mình đi vô siêu thị. Đó. Giờ ở mình nè, cũng phải lo cho có cái Tết cho có với người ta đúng không cả nhà? Đúng không cả nhà? Đó, bây giờ Chánh đi vô cả nhà, đi vô với Chánh nha. Đây nè cả nhà, thì Chánh vô trong rồi nè cả nhà. Đó, thì cả nhà mình nhìn thấy nha. Giờ là Costco bên đây nè, bán đầy đủ luôn, bán cái kiểu như vừa có bánh bía luôn nha cả nhà. Vô hồi trước ở Việt Nam qua là mình hay cầm vang bánh bía lắm, nhưng mà giờ hết rồi. Qua bên này hả, vô Costco có bánh bía luôn, chợ Mỹ có bánh bía luôn nè. Rồi bữa nay người ta có bán bông chưng Tết nữa, giống như kiểu Việt Nam mình vậy đó. Để Chánh quay cho cả nhà mình cùng xem nè. Đây nè, đó, cả nhà mình thấy không, có cây quất nữa nè, cây tắc, có bông đây, đó, bông thọ kìa, cây, một cái cây này nè, cái cây kumquat là cái cây tắc đó cả nhà. Đó, thấy không, có trái đồng bé bé xinh xinh nè, thấy không. Đó, cây này là bán 25 đô thành 27 đô đó. Đó, rồi có mấy cái bonsai. Thì cái văn hóa của người châu Á mà bây giờ ảnh hưởng cũng bên này cũng rất là nhiều nha cả nhà. Đây. Đó, đi vô Costco mua chợ Tết, đi chợ Tết. Thì Chánh sẽ mua hai chậu bông này nè. Một chậu bây giờ là hình như là 14 đồng 99, là 15 đồng cho một cái chậu bông như vậy. Bây giờ để Chánh lựa một chậu coi. Lựa một chậu đẹp đẹp. Quá giờ người ta đi trong này nhiều lắm, có cây lưỡi hổ luôn nha. Một đây nè, cái cây lưỡi hổ đó đó người ta bán là 25 đồng luôn. Cây đó không biết ở Việt Nam bán bao nhiêu nữa mà bên này là 25 đồng á. Đó, giờ mua hai cái này về là để là thấy có không khí Tết rồi không cả nhà ha. Đây nè cả nhà, Chánh lựa hai cặp. Đó, đẹp không? Sắc xuân luôn. Về là có màu đỏ nữa nè. Thì cái có một cái ngoại chỉ với Chánh mua là lựa cái nào nó còn búp búp vậy nè. Nhưng mà Chánh thấy nó cũng gần nở hết luôn rồi đó. Nó kệ đi, có một tuần à. Thì đó, rồi giờ Chánh đi coi mua thêm cái gì. Mua bánh trái gì đó. Nhìn cái dàn tắc này ghiền ghê luôn á, giống y chang là ở Việt Nam mình vậy đó. Nhưng mà tiếc cái là giờ Chánh ở con mình mà cũng không có chăm sóc mấy cái cây này được nữa. Đó, đẹp không? Wow, ở bên trong nhà nha cả nhà, mà người ta trưng Tết gì đó. Rất là đẹp. Đó. Wow, quá đẹp luôn. Rồi bữa nay là bên này người ta có cái nước sốt mè rang này cả nhà. Đó, giống ở Việt Nam mình ăn với lại trong nho. Với lại rau củ á, cho lấy thử bình về ăn thử coi. Miếng súp mè rang hôm nay không có đi mua hàng gì cho Thảo với nha, đuối rồi, Tết rồi. Với lại ở Việt Nam giờ mình cũng nghỉ bán Tết á, nên đợt này tuần sau Chánh mới đi lấy hàng, giờ đi mua đồ về ăn thôi nè. Cả nhà thấy không, trong này có cả nước yến nữa, một lốc nước yến nha. Nước yến đóng chai vậy nè là 20 đồng, đây là được 8 chai, tính ra là chai mấy đồng á. Đó. Thấy không, nước yến như chân ở Việt Nam mình có vậy đó, bên này cũng có luôn. Rồi trà, cái kiểu như trà xanh không độ hay là trà ấy của mình đó cả nhà, 13 đồng một thùng. Rồi cái trà sữa của Đài Loan đó, ai mà đạo trà sữa thì mua một thùng này 12 lon là 12 đồng.
tính ra cũng lợi chứ bộ ha cả nhà ha. Có cả trà sữa này nữa nè. Ở đây nói chung là nhiều đồ ăn lắm cả nhà. Chắc nên lấy một lóc này về uống thử đi. Đang cho sale quá cả nhà. 13 đồng còn 10 đồng 10 đồng 69. Đây, rồi kim chi. Kim chi người ta cũng đây trong này người ta bán nữa nè. Đó. Chánh thì quyền kim chi lắm. Vô ăn thử cái kim chi Costco coi nó ngon không nha. Giờ phải đi chợ rồi để lo cho cái Tết của mình nữa. Đó, qua cà mô lề nè cả nhà, là cái trái bơ người ta bỏ với mấy cái gia vị hành tỏi rồi cái ớt á, cái người ta làm ra để mình chấm với chip á, là mấy cái bánh chip snack của mình á, ăn rất ok luôn. Đây nè, người Việt Nam mình, người châu Á mình đi chợ Tết đông lắm nha cả nhà, nhộn nhịp lắm luôn đó. Thì cũng không khí Tết nó cũng rất là nhộn nhịp ở trong này nha mọi người, nhìn đó. Ai cũng đi chợ lựa thịt, lựa rau củ, bông hoa. Này, cái xe của Chánh nè. Đây nè cả nhà, thì Chánh lựa một trái dưa hấu. Ở trong này người bán dưa hấu này nè, Chánh cũng không biết lựa làm sao nữa. Có dưa hấu tròn của Việt Nam mình nữa nè. Đó, cái người lại là trái dưa hấu mini hả? Hai trái vậy là 6 đồng. Nhỏ lắm cả nhà nha, mà không biết có ngon. Cái này là của Mexico nè. Đó, cái này là của Mexico. Còn cái trái này là trái dưa hấu dưa hấu bự của mình nè, mình hay ăn nè. Cái này là cũng của, để chúng ta, cái này là của, hình như là của Mexico luôn. Đó, thì không biết mua cái nào, mà cái này chân thì đẹp nha. Cái này chân thì đẹp nè, cái này chân là giống chân Tết nè cả nhà. Còn cái trái kia thì to quá. Thôi cho lấy hai trái bé bé này đi. Trái dưa hấu là watermelon đó cả nhà. Đó. Bây giờ mới đi chút xíu cái xe cũng bắt đầu đầy rồi đó. Rồi, đây. Thì cả nhà ơi, Chánh mới phát hiện ra một cái bánh rất là lạ luôn nè. Cái bánh này là bánh gọi là bánh trà sữa nha cả nhà. Đó, đây. Một hộp là 10 đồng. Chúng ta. Một hộp hình như là 10 đồng đó cả nhà. Đó. Là có 16 cái nha. Của Đài Loan sản xuất. Bánh nhìn rất là vui luôn. Rồi có bánh thơm nữa nè. Rồi Đài Loan trong này bên đây nhiều ghê, rồi có bánh mochi, mochi trà sữa. Bây giờ cái gì cũng trà sữa cả nha. Đó. Boba Milk Tea nè. Giờ cái gì người ta cũng trà sữa hết. Nhìn vui vui thiệt đó cả nhà. Nè. Rồi ở đây cũng là Boba Milk Tea nè, Dorayaki. Là cái gì, cái bánh nè. Cả nhà mình có coi chuyện Doraemon á, có biết cái bánh mà bánh rán của Doraemon, nhân vật Doraemon không? Thích ăn không? Bây giờ cũng có nhân trà sữa luôn. Giờ là cái gì cũng trà sữa hết. Đây. Cái này là thịt. Còn cái này là bánh ngũ cốc nè. Đồ châu Á mình giờ này vô trong Costco nhiều lắm nha cả nhà. Đây là bánh ngũ cốc, bánh như bánh bánh ấm của mình. Của mình vậy đó. Rồi, giá của nó đây là 9.99, 12.49 bán sale, còn 9.99 cả nhà. Wow. Bữa nay sale cũng nhiều lắm nha. Nhất là cái đồ mà gần Tết á. Đây nè. Người ta có cả bông hệ nữa. Thường thường là hệ trắng, bữa nay có hệ đỏ nha cả nhà, giống như bông huệ trưng bàn thờ ở Việt Nam mình vậy á. Giá là một bó như là 10 đồng là khoảng 200 mấy chục ngàn á, nhưng mà Chánh không biết cắm, chứ ở nhà cũng đang chưa có bàn thờ nữa, giờ mua giờ không biết cắm sao. Thôi mà với lại năm này một mình cũng đơn giản thôi cả nhà, đơn giản thôi đó. Đây là cái quầy thân yêu của Chánh nè, quầy thực phẩm chức năng với lại là mỹ phẩm nè, quầy là quầy thân yêu luôn á. Thì giờ Chánh về nhà rồi đây. Đây là cái thành quả mà của Chánh đi chiều, hồi chiều. Thì hồi chiều có cô với chú Hình có đi ăn, về ghé với chú Hình này, chú cháu kiếm gì ăn xong mới về nhà, mới bày đồ ra đây. Đây này, chờ Chánh cho cả nhà con này. Trà sữa nha, Chánh chưa bỏ tủ lạnh nữa, để Chánh chuẩn bị vào tủ lạnh. Chánh mới cắt hai trái dưa hấu ra, Chánh để trên dĩa nè. Chánh cũng giờ cũng chưa biết để đâu luôn cả nhà. Đó. Rồi hai chậu hoa. Đó cả nhà, hai chậu hoa không? Đây.
Đấy, chậu hoa là xuất sắc luôn. Đó, Chánh để đây không biết có hợp lý không ha, không cả nhà ha. Có chứ có một chai rượu để mùng 1 khơi mời mấy chú cháu ghé nhà chơi á. Đây, rồi mua thêm ít thịt bò rẻ ghê cả nhà. Nhiêu đây nè, mà chứ mua có 38 đồng à. 1 2 3 4 5, 5 cục, vài cục dày lắm, thịt đã lắm cả nhà nha. Với lại Chánh rất là thích ăn cái măng tây này nè. Với lại nước mè rang để ăn với salad. Rồi với lại chứ mua ít kim chi. Rồi xong rồi đó. Chánh này thường thường là đi chợ Việt Nam mua thêm đồ ăn nữa, ốc rồi cá rồi thịt heo. Chánh cảm chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã ủng hộ cho cái kênh này của gia đình anh của anh. Thì những cái clip đầu tiên thì Chánh chia sẻ là về cái cuộc sống ăn Tết của Chánh một mình ở Mỹ như thế nào, rồi chuẩn bị cái gì, mua cái gì, rồi chắc mai đi xuống dưới khu Việt Nam mình lớn ở dưới San Jose thì Chánh sẽ mua thêm mứt hay là một ít hột dưa này nọ, với lại mấy cái để dán tường màu đỏ đỏ xanh xanh hồng hồng á cho nó đẹp. Cảm ơn đại gia đình của mình đã ủng hộ kênh của Chánh nha. Cảm ơn những cái lời comment rất là đáng yêu, rất là dễ thương của những cô, những dì, những chị, những anh cho cái kênh của Chánh. Thì hôm nay clip này thì Chánh dừng lại tại đây. Nhưng mà ở clip ngày mai Chánh sẽ có một cái clip hướng dẫn cho mấy cô dì chú bác nào muốn về Việt Nam, muốn mua vé đi Việt Nam mà không cần phải qua bên cái bất cứ cái agent nào hết. Như ba mẹ Chánh về á thì cũng tự book đó, rồi hay là lên trong web của Vietnam Airlines book cho nó dễ. Thì mai Chánh sẽ lấy máy tính ra, Chánh sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm, rồi cái cách xét nghiệm để đi xét nghiệm, rồi để đi về Việt Nam như thế nào, và về vấn đề sau Tết mình đi về có dễ hay không. Thì ở clip ngày mai Chánh sẽ nói cho mọi người biết cụ thể là như thế nào. Rồi rất cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nha.